nay là ngày gió rất là mạnh và ngày gió lạnh đầu tiên sau những chuỗi ngày ấm áp. Gió thổi tung lưng. Số điện thoại và địa chỉ. Mình quay một chút nữa cho các bạn xem, sau đó mình tạm dừng clip nhé. Tạm dừng ở đây. Chào tất cả các anh em.